Thay đổi cách nhìn đối với tình trạng khuyết tật là một vấn đề xã hội chứ không phải là vấn đề y tế và xác lập sự dịch chuyển từ phương thức tiếp cận theo hướng nhân đạo sang hướng nhân quyền. Đây là thông điệp chính mà thạc sĩ, luật sư Nguyễn Thị Kim Quyên đã trình bày trong khóa học Pháp luật về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam. Đây là khóa học vì cộng đồng dành cho 30 học viên là người khuyết tật về thị giác, được khoa luật của Trường Đại học Văn Lang tổ chức vào sáng ngày 4 tháng 4 năm 2022. Với hai nội dung chính là Pháp luật về quyền của người khuyết tật và Luật an sinh xã hội liên quan đến người khuyết tật, học viên không chỉ nghe về quyền của mình, mà nhân đây, học viên được đặt những câu hỏi liên quan đến quyền và lợi ích của mình cho giảng viên. Đến với lớp học, chị Tuyết Nga đã được giải đáp những thắc mắc của mình trong vấn đề liên quan đến người giám hộ. Có những cái khó khăn mà tôi chưa có được hiểu, thì hồi nãy có hỏi thì cô giải thích ra đường tôi thấy rõ và đã thông hơn rồi. Ví dụ như là về người giám hộ nè, về giám hộ dành cho người khuyết tật nè. Tại vì lúc trước tôi cũng có tham khảo về cái luật đó, nhưng mà thấy chưa có, chung là chưa có bằng lòng lắm á. Cho nên là được hỏi và cô đã giải thích được, cảm thấy cũng ok và bằng lòng. Được sự phối hợp của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và nhà hảo tâm, khóa học là tâm huyết của những người thực hiện. Sau một cái thời gian mà đất nước chúng ta cùng với thế giới đã trải qua một cái đại dịch rất là lớn, và cái đại dịch này đã làm thương tổn rất là nhiều gia đình cũng như là sức khỏe và cả sinh mệnh của rất nhiều người, trong đó có những người dân của Việt Nam và đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi nhận thức là với cả những cái người cho có những cái điều kiện bình thường, những cái năng lực bình thường và nhiều khi có cả những cái sự hỗ trợ rất là quý giá từ nhiều phương diện, thì họ vẫn phải đối mặt với những cái khó khăn rất là lớn. Cho nên đối với những người khuyết tật, đặc biệt là những người bị hạn chế cái khả năng nhìn, tức là những người khuyết tật mắt, thì những cái khó khăn mà họ phải đối diện, phải giải quyết thậm chí còn lớn hơn rất là nhiều lần. Và chính vì thế thì chúng tôi cho rằng nếu như những người này sau khi họ đã vượt qua được những cái khó khăn mà họ đã phải đối diện trong suốt những cái năm tháng qua cũng như trong trận đại dịch vừa qua, nếu như họ có thể được tăng cường thêm những cái kiến thức, những cái hiểu biết về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với xã hội, đối với những người dân và đặc biệt là đối với những người bị hạn chế về khả năng, những người thuộc nhóm yếu thế như họ, thì sẽ rất là hữu ích khi mà họ phải đối diện với những cái khó khăn hay là những cái trở ngại trong cuộc sống của chính họ. Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức pháp luật cơ bản về quyền của người khuyết tật để họ có khả năng tự bảo vệ mình, giúp họ tự tin trong cuộc sống và lan tỏa những thông điệp tích cực từ sự nỗ lực vươn lên của người khuyết tật. Thông qua những cái chương trình như thế này thì mình mong muốn là bản thân mỗi người mà họ có khiếm khuyết về cái thể chất, khiếm khuyết về cơ thể đó, thì họ trước hết họ không phải tự mặc cảm. Bản thân họ phải không được mặc cảm. Tại vì bản thân họ đã tự mình tạo ra cái rào cản cho xã hội thì cũng khó để người khác họ có thể bỏ được cái rào cản đó. Nên trước hết những người đang có cái khiếm khuyết này, họ phải xóa bỏ được cái mặc cảm bởi chính họ trước cái đã. Rồi sau đó bản vốn dĩ xã hội cũng số ít thì mới gọi là kỳ thị. Chứ còn đại đa số trong cái xã hội hiện đại, người ta luôn luôn dang rộng vòng tay để mà đón nhận, để mà che chở, để bao bọc, và chúng ta đều thấy là như vậy. Hoạt động này nằm trong định hướng phát triển của khoa luật Trường Đại học Văn Lang. Không những mang mục đích cộng đồng, đây là dịp để truyền cảm hứng tích cực cho sinh viên và giảng viên từ những câu chuyện vượt khó vươn lên của người khuyết tật. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của khoa luật Trường Đại học Văn Lang sẽ có những bước tiến mới trong các khóa đào tạo thạc sĩ. Trong một cái định hướng phát triển thì khoa luật của Trường Đại học Văn Lang là hướng tới trở thành một trong các cơ sở đào tạo luật thuộc hàng đầu của Việt Nam. Và đây là mục tiêu rất là lớn. Cùng với cái việc là tăng cường cái nâng cao cái việc chất lượng trong cái đào tạo đối với cả cái bậc đại học và sau đại học, khoa luật đang chuẩn bị cho cái việc sau khi những cái khóa luật thạc sĩ luật đầu tiên được ra đời, được tốt nghiệp, hoàn thành cái chương trình đào tạo, thì chuẩn bị cho cái việc là tuyển nghiên cứu sinh để đào tạo luật. Khi mà các cái điều kiện
nội tại cho phép cũng như là được cái sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh cái việc là đào tạo những cái nguồn lực có thể là kể cả những cái tài năng cho cái nền kinh tế xã hội của đất nước nói chung, thì pháp luật luôn quan tâm đến cái việc là tăng cường cái việc tổ chức đào tạo cho các nhóm yếu thế ở trong xã hội, bao gồm những cái người bị hạn chế về rất nhiều những cái yếu tố khác nhau, như là các cái khuyết tật về cơ thể. Nhưng trong đó thì có những cái nhóm người trong cái lớp học ngày hôm nay, đó là những anh chị bị hạn chế về khả năng nhìn, tức là những người đang bị khuyết tật mắt. Không chỉ là cái lớp này mà chúng tôi sẽ chuẩn bị dài hơi cho những cái chương trình đào tạo tiếp theo, cho những cái nhóm đối tượng có thể là rộng hơn ngoài những cái đối tượng là bị khuyết tật mắt như thế này. Có thể có những cái người bị khuyết tật về các cái bộ phận cơ thể khác nhau, như là về chân tay hoặc là các khuyết tật về não, vân vân. Thì vẫn với cái mục tiêu là cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự quan tâm của cộng đồng, thì khoa luật của Đại học Văn Lang cũng xác định cho mình là một chia sẻ một cái phần trách nhiệm trong cái việc là giúp cho những cái người khuyết tật này nâng cao được cái năng lực của họ về mặt nhận thức, về sự hiểu biết, cũng như là tạo cho họ thêm một cái niềm tin và cái sự lạc quan về cái khả năng của họ vẫn là được cộng đồng là tôn trọng, cũng như là dành cho họ những cái sự yêu thương và tạo cho họ cơ hội được cống hiến như là những cái người khác ở trong xã hội.